Bên cạnh mình đây chính là Slater, siêu thợ thủ của VCS. Xin chúc mừng bạn với chiến thắng 2-1 ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là hiện tại bạn đang có cảm xúc như thế nào không? Xin chào tất cả mọi người, mình là Slater, hiện tại là xạ thủ của team FPTC. Và cảm xúc mình hiện tại thì cũng vui, win thì cũng vui nhưng mà nó cũng chưa được thỏa mãn lắm, cho nên là mình mong là những trận sắp tới thì team FPTC và mình sẽ làm tốt hơn nữa. Nếu như mà nhắc đến như vậy thì bạn có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là tại sao có điểm nào mà bạn chưa thỏa mãn ở trong trận đấu ngày hôm nay? Tụi mình thi đấu 2 trận rồi và những trận đấu trước thì tụi mình thắc mắc khá là nhiều lỗi, cho nên là bản thân mình cũng như cả đội ai cũng cảm thấy nó chưa có hài lòng về bản thân mình lắm, cho nên là trận đấu này cũng có mắc sai lầm nhiều, cho nên là chỉ vui vì thắng thôi chứ cũng chưa vui vì bản thân thể hiện tốt. Vâng, đây cũng thể hiện một tinh thần cầu tiến đến từ Slater cũng như là team FPTC rất nhiều. Và Mai cũng thấy là FPTC cũng đã có rất nhiều sự chuyển biến cũng như là phát triển ở trong VCS. Nếu như vậy thì ngày hôm nay có lẽ là Mai thấy phía Slater đã chọn con bài Kalista cho cả 3 ván đều. Thì nếu như vậy thì bạn có suy nghĩ đến việc là sẽ quan trọng Kalista thay cho con bài nổi tiếng của bạn là Kaisa không? Thì mình huấn luyện viên bích gì thì mình đánh nó thôi. Và tụi mình cũng đã chuẩn bị những cái kèo đấu, nếu mà bên kia bích tướng như bạn huấn luyện đề ra thì mình sẽ chơi Kalista. Vâng, vậy là mình đã hiểu được lý do mà bạn đã sử dụng Kalista cả 3 trận rồi. Nếu như vậy thì còn lựa chọn của Palette ở game 3 là Camille Support, bạn có thể chia sẻ về lúc đấy không? Ban pick lúc đó là nó sẽ như thế nào? Mình rất là tò mò về phần đó. Về vị tướng Camille thì trong chain với lại trong khi mà mình với lại bạn huấn luyện trao đổi với Palette thì Palette cũng nói là có khả năng sẽ pick Camille đi sub nếu mà vô trường hợp mà mình cảm thấy đánh được, cho nên là trận đấu này Palette có góp ý cho ban huấn luyện là sẽ pick Camille đi giúp, thì kèo bot cũng đánh được, cho nên là trận đấu này tụi mình pick. Vậy tức là sẽ có sự trao đổi giữa cả huấn luyện viên và cả bên phía tuyển thủ là chúng ta muốn và chúng ta nghĩ là chúng ta chắc kèo đánh con tướng nào thì bên phía ban huấn luyện sẽ pick cho, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, vậy chúng ta có thể hiểu thêm về việc vận hành ấy, sau khi mà có ngày Ren quay trở lại và có những sự điều chỉnh cũng như là dẫn dắt bên phía team mình. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta có việc là huấn luyện viên Ren đã gặp lại những học trò cũ của mình với SGB. Không biết là huấn luyện viên Ren có chia sẻ hoặc là có dặn dò gì với bên phía team mình trước khi bước vào trận đấu không? Trước khi bắt đầu trận đấu thì bọn mình và anh Ren chỉ muốn trận đấu này tụi mình chiến thắng để mình lấy lại tinh thần trước khi mà trận đấu với Tây Đức thua. Thì anh Ren chỉ dặn tụi mình là hãy cố gắng vì trận này thôi. Vâng, cảm ơn phía Slater rất nhiều. Có lẽ một câu hỏi cuối là mình thấy game 2 là game chúng ta đã rất là đáng tiếc đã xảy chân trước bên phía SGB. Bên phía mình chọn đội hình có 2 AD thì bên phía SGB đã trở lại đội hình bằng 3 AD để có thể đối đầu với bên phía bên mình. Thì không biết là lúc đó phía Slater có suy nghĩ như thế nào về điều này? Trận đấu đó thì mình nghĩ là ban huấn luyện của tụi mình đã ban pick rất là tốt, nhưng mà nó xảy ra khá là nhiều trục trặc với vị tướng Sion đi top. Thì đầu game mình có, lúc mình bắt đầu trận đấu thì mình lo trao đổi với team mình cũng hơi bất cẩn, cho nên là level 1 mình bị fail, mình phải biến giờ, cho nên là Galen sau, cho nên từ đó em bị snowball. Chứ nếu mà đúng ra, nếu mà đánh bình thường thì mình nghĩ cặp bot mình sẽ win cặp bot bên đó. Vâng, vậy là chúng ta đã hiểu thêm về những diễn biến của trận đấu ở trong game 2. Nếu như vậy thì sau này Mai nghĩ là bên phía chúng ta sẽ càng ngày có những sự cải thiện hơn nữa để chúng ta sẽ có thể vận hành trận đấu trơn tru hơn nhé. Và lời cuối thì Slater có lời gì muốn gửi cho quý vị khán giả và cũng như là các nhà tài trợ đã đồng hành và hỗ trợ mình trong suốt mùa giải không? Lời cuối cùng thì mình cũng như tập thể FPTC xin cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bản thân mình cũng như đội tuyển. Và những trận đấu sắp tới thì FPTC sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Và cảm ơn những nhà tài trợ như Cybercore Gaming đã tài trợ cho FPTC. Cảm ơn mọi người. Vâng, cảm ơn Slater hôm nay đã tham gia vào phần phỏng vấn. Mai xin được thay mặt cho quý vị khán giả gửi một lời chúc đến phía Slater cũng như là FPTC. Chúng ta hãy tiếp tục có những chiến thắng tiếp theo và đạt được mục tiêu của mình. Giống như là bên phía Địa 1 đã phỏng vấn với Mai là năm nay nhất định sẽ vô địch. Vâng, cảm ơn Slater rất nhiều và cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã theo dõi phần phỏng vấn giữa mình là MC Medora và Slater của bên phía FPTC Esports. Hẹn gặp lại các bạn vào những trận đấu của tuần sau.